Chỉ tính riêng từ đầu năm nay, hàng loạt các vụ cưỡng chế đất được nhanh chóng đăng tải trên các trang mạng xã hội. Điển hình như những vụ việc tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và vụ gây chấn động dư luận là việc người dân bắt giữ 38 cán bộ huyện và cảnh sát cơ động vào giữa tháng 4 vừa qua, sau khi người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội cho rằng bị lừa bởi chính quyền địa phương, bắt dân khi mời đến làm rõ ranh giới tranh chấp đất đai. Nhà hoạt động Lê Dũng Vô Va, một người thường xuyên đăng tải các vụ người dân kêu oan về đất đai trên trang cá nhân, nói với chúng tôi rằng sở dĩ mạng xã hội hiện nay được người dân quan tâm hơn là do nó phản ánh đúng sự thật, trong khi đài báo của nhà nước không đưa tin khách quan hoặc né tránh những vụ việc liên quan đến đất đai hay khiếu nại của người dân. Mạng xã hội, cái vai trò của mạng xã hội cực kỳ quan trọng vì là họ trên mạng xã hội thì người ta truyền tải tất cả những cái thông tin khách quan đầy đủ để cái người xem, cái người cộng đồng người ta xem thì người ta biết được là cái vụ việc và những cái bất cập của trong cái vấn đề đất đai. Đó, thì mạng xã hội nó rất là tốt, rất là giá trị. Chẳng hạn như là hàng trăm vụ việc mà bà con ở khắp các tỉnh thành trong trên cả nước người ta đi khiếu nại quanh năm ở khu trụ sở tiếp dân trung ương ấy. Họ đi đến hàng chục lần, thậm chí có người đi 20 năm, 10 năm. Và các báo chí của nhà nước thì không hề đăng tải những cái tin tức về cái chuyện đó. Chẳng hạn những cái việc mà cưỡng chế đất đai đó, họ không đưa tin, họ không đưa tin khách quan. Thậm chí họ cấm cả nhà báo. Anh Trịnh Bá Phương, con trai bà Cấn Thị Thêu, một nhà hoạt động vì đất đai cho dân oan, hiện đang bị bắt giam, chia sẻ với chúng tôi về vai trò của mạng xã hội trong những vụ liên quan đến đất đai ngay tại địa phương nơi anh sống. Việc ở tại Dương Nội chỗ em thì trong khoảng gần 3 năm qua thì người dân Dương Nội cũng đang tận dụng cái tính năng ưu việt của mạng xã hội Facebook để đưa các cái thông tin, các cái tội ác của phía nhà cầm quyền Hà Nội đưa lên công luận, đã được dư luận thấu hiểu về cái sự việc, cái tội ác đã diễn ra ở tại nơi đây, và từ đó cũng tạo ra được cái sự ủng hộ rất lớn từ công luận và từ cả quốc tế nữa. Trong khi đó, một khảo sát năm 2015 của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho thấy 1/4 số người được hỏi nói rằng họ lo lắng về các vụ tranh chấp đất đai, và phân nửa nói rằng họ không được ai giúp đỡ giải quyết những tranh chấp này. Còn theo báo cáo năm 2016 của Bộ Tài nguyên Môi trường, Việt Nam có tỷ lệ khiếu kiện đất đai đến 70% trong tổng số đơn từ khiếu nại nói chung. Từ Đà Nẵng, nhà báo, blogger Trương Duy Nhất lại cho rằng vai trò lớn nhất của mạng xã hội trong các vụ bê bối đất đai là tạo áp lực cho nhà cầm quyền. Ông nói, từ cái truyền thông mạng, họ nêu lên là nhiều việc nó tạo nên những cái áp lực đối với chính quyền mà buộc chính quyền phải lắng nghe và phải thay đổi. Ví dụ như những cái sự ở vụ việc Đồng Tâm đấy, thì cái tác động của các truyền thông mạng thì đối với chính quyền nó là rất lớn. Vụ việc ở Đồng Tâm cũng thu được những phản ứng nhất định của nhà cầm quyền. Theo đó, sau khi người dân giam giữ 38 cán bộ, cảnh sát, đến ngày 21 tháng 4, đích thân Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã phải về tận thôn Hoành, xã Đồng Tâm để đối thoại theo yêu cầu của người dân. Đây được cho là kết quả sau nhiều ngày công luận xôn xao trên các trang mạng xã hội về vụ việc này. Không chỉ riêng các vụ cưỡng chế đất, mà hầu hết các sự việc truyền thông trong nước né tránh, chẳng hạn như các nhà hoạt động bị hành hung, biểu tình phản đối nhà máy Formosa Hà Tĩnh, đều được phơi bày trên các trang mạng xã hội. Chính vì vậy mà nửa đầu năm nay, chính phủ Hà Nội liên tục có các hành động thắt chặt thông tin trên mạng xã hội. Một số người quan tâm đến các vụ đất đai lo ngại rằng, một ngày nào đó các thông tin về cưỡng chế đất đai, dân khiếu nại, kêu oan cũng bị nhà nước xếp vào hàng độc hại, gây mất trật tự công cộng và sẽ bị Facebook cấm cản. Tuy nhiên, nhà hoạt động Lê Dũng Vô Va nói rằng đó là điều bất khả thi. Việt Nam không thể yêu cầu các cái nhà mạng như là Facebook hay là những cái mạng xã hội những cái yêu cầu mà không đúng với các cái chuẩn mực luật pháp của quốc gia đang quản lý và đang sở hữu những cái mạng xã hội đó. Việt Nam không thể có tư cách gì để yêu cầu cả. Mình rất là lạc quan ở trong cái vấn đề này, tại vì là họ đối với Việt Nam thì nó là độc hại.
đó. Nhưng mà các cái đơn vị nhà mạng xã hội thì họ họ yêu cầu họ phải chứng và phải anh phải đưa ra cái chuẩn mực như thế nào là độc hại, như thế nào là sai. Thì mình nghĩ là tất cả những cái yêu cầu của Việt Nam, không hẳn là toàn bộ những yêu cầu của chính quyền, của nhà cầm quyền Việt Nam được các nhà mạng Facebook hay là mạng xã hội mà do các cái quốc gia khác họ đang sở hữu mà họ đáp ứng được đâu, họ không đáp ứng được hết đâu. Đầu năm nay, chính phủ Hà Nội đã yêu cầu các công ty lớn gây áp lực với các hãng như Facebook, Google, YouTube phải xóa bỏ các thông tin mà Việt Nam cho là độc hại. Người đứng đầu ngành thông tin truyền thông của Việt Nam hồi tháng 4 cũng đã gặp mặt với đại diện Facebook cũng để bàn bạc về vấn đề này. Vấn đề ngăn chặn thông tin xấu gây mất trật tự công cộng cũng được chính phủ Hà Nội liên tục nhắc đến trong các cuộc họp gần đây, điển hình như tại phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung diễn ra vào hôm 7 tháng 6. Anh Trịnh Bá Phương cho rằng đây là những dấu hiệu ban đầu cho thấy nhà cầm quyền đang chuẩn bị một chiến dịch đàn áp tiếng nói của người dân trên mạng xã hội về các thông tin mà họ cho là xấu, trong đó có cả các thông tin liên quan đến các vụ đất đai. Anh cho biết chính bản thân anh cũng là nạn nhân của sự đàn áp này khi đăng tải những thông tin liên quan đến tranh chấp đất đai. Em thấy rằng là có thể rằng là trong tương lai họ cũng sẽ đưa ra những cái thi hành ra những cái chính sách để đàn áp những người sử dụng mạng xã hội. Và ngay cá nhân em thì vào năm đầu năm 2016 thì đã bị phía cơ quan cảnh sát điều tra của công an thành phố Hà Nội đã đưa giấy triệu tập đến lần thứ 3 về cái việc mà liên quan đến mạng Facebook của em. Thì đến nay thì họ vẫn liên tục có những cái các cái tổ chức ra những cái nhóm hacker để họ hack Facebook của em, đã khi tài khoản cá nhân của em đã bị hack khá nhiều lần. Không chỉ riêng anh Phương mà còn nhiều nhân vật khác cũng từng bị công an triệu tập liên quan đến tài khoản Facebook của họ, như nhà hoạt động Lê Dũng Vô Va, luật sư Võ An Đôn. Tháng 6 năm 2017, chính phủ Việt Nam đã ra một dự thảo nghị định dự trù có hiệu lực vào năm 2018 về việc phạt hành chính đối với những hành vi bôi bác cá nhân, cung cấp thông tin không chính xác trên mạng xã hội. Cũng trong tháng 6, trang mạng của chính phủ Việt Nam đưa tin Bộ Công an Việt Nam đang soạn thảo một dự luật an ninh mạng. Nhiều ý kiến lo ngại rằng dự luật này sẽ tăng cường đàn áp các tiếng nói trên mạng xã hội và có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân. Thống kê cho thấy năm 2015, Việt Nam có 45,5 triệu người sử dụng mạng xã hội, đứng thứ 22 trên thế giới về số người sử dụng và đứng thứ 4 trên thế giới về thời gian sử dụng mạng xã hội mỗi ngày. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch cho rằng việc chính quyền Việt Nam liên tiếp bắt giữ một số Facebooker dám lên tiếng chỉ trích chính quyền thời gian qua là một nỗ lực nhằm kiềm chế thông tin qua mạng xã hội. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, nói với Đài Á Châu Tự Do. Well, I think it's quite clear that the government of Vietnam is trying to tackle some of the leading advocates and activists. Theo tôi, rõ ràng là chính phủ Việt Nam đang tìm cách đối phó với một số những nhà hoạt động xã hội trên Facebook, vì họ nhận ra rằng Facebook bây giờ là một công cụ mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam. Điều mà họ tìm kiếm không nhất thiết phải là những người nổi tiếng trên thế giới, mà chỉ là những người có nhiều người theo dõi trên Facebook ở Việt Nam. Họ tìm cách tấn công những người dẫn đầu đưa ý kiến ở đây. Tất cả là nhằm hạn chế quyền tự do thông tin, ngăn cản những luồng thông tin khác đến với người dân qua mạng xã hội mà họ không thể kiểm soát nổi. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Việt Nam đã cho bắt giữ ít nhất 5 Facebooker là những người thường xuyên có các bài viết, nhận xét hay video clip trên các trang mạng xã hội, YouTube, chỉ trích chính quyền hay kêu gọi biểu tình. Trường hợp gần đây nhất là Facebooker Đăng Solomon, tên thật là Nguyễn Hữu Đăng. Lệnh bắt khẩn cấp vào ngày 24 tháng 3 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cáo buộc Facebooker này tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự, điều luật vốn bị các tổ chức theo dõi nhân quyền chỉ trích là mù mờ và thường được chính phủ dùng để đàn áp các tiếng nói đối lập. Đây cũng là điều luật mà Việt Nam áp dụng để bắt giữ hai Facebooker khác trước đó là Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh. Hai người này bị bắt vào các ngày 17 tháng 3 và 21 tháng 3. Và hồi đầu tháng 3, chính quyền cũng bắt giữ hai Facebooker khác là Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển vì cáo buộc phát tán các clip có nội dung xấu trên mạng xã hội. Trước khi bị bắt một ngày, Facebooker Nguyễn Văn Điển
chia sẻ Facebook Live, hướng dẫn biểu tình đúng luật. Không chỉ dừng ở việc bắt giữ các Facebooker có những bài viết, video chỉ trích chế độ, Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây cũng cảnh báo các công ty hoạt động ở Việt Nam không nên quảng cáo trên các trang mạng xã hội nổi tiếng như YouTube hay Facebook cho đến khi những mạng này tìm được cách ngăn chặn các thông tin xấu chống chế độ. Trong một cuộc họp báo vào hồi giữa tháng này với các công ty hoạt động ở Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, dù chính phủ đã thúc ép các công ty như YouTube, Google tìm cách ngăn chặn những video clip xấu độc với chế độ, nhưng hiện tại, công ty Google mới chỉ đồng ý gỡ 42 video clip trong số khoảng 8.000 video clip được cho là xấu. Việc bắt giữ những Facebooker gần đây của chính phủ, theo ông Phil Robertson, cũng nhằm một mục đích để cảnh báo những nhà hoạt động xã hội và Facebooker khác tại Việt Nam. Well, I think what they're trying to do is put pressure on Facebook by trying to use economic power of the Vietnam government and. Theo tôi, điều mà họ muốn làm nữa là bằng cách bắt giữ những người này, họ sẽ làm cho những người khác lo sợ. Nếu họ định nói gì, đăng gì trên Facebook, thì họ phải lo sợ những gì sẽ xảy ra sau đó. Những người bị bắt bây giờ là những người dũng cảm và mạnh dạn nói lên những gì họ nghĩ trên Facebook. Có nhiều người theo dõi họ trên Facebook, thậm chí cổ vũ họ, nhưng không hẳn đã đi theo con đường của họ. Chính phủ muốn đe dọa người khác và khiến họ phải tự kiểm duyệt mình khi lên Facebook. Tuy nhiên, theo Facebooker Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội, việc bắt giữ các Facebooker không có gì mới. Thì thực ra thì trong thời gian vừa qua thì như mọi người biết là cũng có những các cái vụ bắt bớ của những cái người hoạt động đấu tranh ở trên mạng internet cũng như là những cái hoạt động đấu tranh ở ngoài đường phố. Theo cái nhận định cũng như là cái quan sát của tôi ấy, thì thực ra nó cũng không có gì là mới cả, bởi vì những người bị bắt ấy là những cái người mà cái phương pháp cũng như là cái cách thức thể hiện là nó cũng hơi mạnh mẽ quá chẳng hạn, đi hơi xa quá so với cả những các cái hoạt động của những cái khối quần chúng ủng hộ. Và cũng có những người là họ hoạt động đơn lẻ quá và họ không có xây dựng được cái mối liên hệ giữa anh em bạn bè, những người cùng chí hướng để có thể lên tiếng, có thể bảo vệ. Và từ trước đến nay thì họ cũng không phải là trường hợp đầu tiên, cũng có rất nhiều trường hợp khác là những cái người đấu tranh đã bị bắt bớ, đã bị những cái vấn đề liên quan đến chính quyền như vậy rồi. Theo Facebooker Phạm Minh Vũ, việc chính phủ bắt giữ những Facebooker sẽ không ngăn cản nổi những Facebooker khác nói lên tiếng nói của mình trên các trang mạng xã hội. Nếu mà đó là thì em chỉ quan điểm của mình nói lên tiếng nói sự thật đấy thì không có gì mình phải sợ thay đổi cái cách nói theo cái cách ngụ theo cái văn phong của mình từ trước đến giờ rồi ấy, nó vẫn là duy trì như thế. Và trong các SNS theo dõi những kênh YouTube chẳng hạn thì người ta nói như thế có lẽ là rất là hay nhé, xem rất nhiều mà gọi nghìn hai quản lý gọi là những cái YouTube như thế nó được gọi bị cấm nhưng không có gì gọi là những cái lời nói nó quá đáng học nó sai sự thật cho họ đấy. Nhưng những cái điều thì là cái YouTube hay những bài viết mình cần duy trì như thế thôi ạ. Theo giáo sư Zachary Abuja thuộc Học viện Chiến tranh Hoa Kỳ, một người theo dõi chặt chẽ và có nhiều bài viết về tình hình Việt Nam, việc chính quyền tìm cách kiểm soát các trang mạng xã hội nhằm kiểm soát thông tin là rất khó thực hiện vì sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự phổ cập của Internet tại Việt Nam. You know, Vietnam has very great concerns about freedom of the media and a free civil society, and they do everything they can to restrict the growth. All media is state-controlled, all civil society organizations, unions, religions have to report to the Vietnam Fatherland Front. So it's a very constrained environment, and indeed most watch. Bất chấp những nỗ lực nhằm kiểm soát truyền thông mạng, chính phủ Việt Nam đã không thể làm được điều mình muốn. Sự thâm nhập Internet ở Việt Nam cao thứ ba trong khu vực Đông Nam Á. Nó còn cao hơn cả những nước có dân chủ hơn trong xã hội dân sự. Sự thâm nhập Internet ở thành thị còn cao hơn ở nông thôn, và điều này sẽ không thay đổi. Việt Nam có sự tăng trưởng cao trong điện thoại di động thông minh và các ứng dụng. Chính phủ Việt Nam cố gắng kiểm duyệt mà không được. Có quá nhiều trang mạng là trang ảo,
ở các trang khác tại nước ngoài mà chính phủ không thể kiểm soát được. Phúc trình thường niên về tự do Internet 2016 của tổ chức Freedom House công bố vào hồi cuối năm ngoái xếp Việt Nam vào hạng 76 trong số 88 quốc gia về tự do Internet. Tổ chức này cho rằng chính phủ Việt Nam vẫn duy trì chính sách kiểm soát Internet, hạn chế thông tin và tiếp tục vi phạm quyền của người sử dụng mạng.